đây, cột mốc biên giới Việt Nam bên kia là Trung Hoa. Saba Highland Resort. Và đây là vườn hoa hồng cổ. Đường xuống bản Cát Cát. Đi dọc theo cầu gỗ để ngắm cảnh đẹp. Thác Bạc đẹp tuyệt vời. Lên cầu Si để nhìn được toàn cảnh đẹp của bản Cát Cát. Xin mời các bạn du lịch Sapa với mình nhé. Xin chào các bạn, hiện giờ mình đang có mặt tại công ty du lịch Việt Travel. Ghi danh đi tour du lịch trọn gói 6 ngày là 9.900.000. Tour bao gồm vé máy bay, khách sạn, ăn ngày 3 bữa và có cả hướng dẫn viên có kinh nghiệm. Bay cùng Bamboo Airways. Từ phi trường Sân Tân Nhất đến phi trường Nội Bài Hà Nội là 1.500 cây số, bay khoảng 1 tiếng 45 phút. Máy bay vừa hạ cánh đã có hướng dẫn viên chờ sẵn đi đón chúng tôi lên xe. Từ Nội Bài đến Lào Cai Sapa là 260 cây số, đi xe buýt mất khoảng 3 tiếng rưỡi. Và gần 40 km đường đèo thì chúng ta lên đến với lại trung tâm thị trấn Sapa, nằm ở lưng chừng đỉnh đèo của đèo Âu Cơ Hồ, ở độ cao khoảng 1.600 đến 1.800 m so với mực biển. Bây giờ đoàn của chúng tôi đã đến thị trấn Sapa và dừng chân ở đây để dùng cơm trưa. Đây trưởng đoàn đẹp trai không? Xin chào quý vị các bạn, hôm nay chúng tôi đang có mặt tại thành phố Lào Cai. Hôm nay chúng tôi dùng bữa trưa tại khách sạn Thiên Hải Lào Cai. Chúng tôi sử dụng bữa trưa ngày hôm nay thì bữa ẩm thực của tỉnh Lào Cai, khu vực Tam Biên. Xin mời quý vị chúng tôi theo chân chúng tôi di chuyển đến rồi đây. Cảm ơn nhiều. Đây có sắp xếp sao đây? Rồi buổi ăn đầu tiên thì có con cá đó. Xin mời các bạn hãy dùng bữa tự nhiên nhé. Sau khi dùng cơm xong, đoàn được đưa đến điểm tham quan đầu tiên là cửa khẩu Lào Cai và Trung Quốc. Cả đoàn ai cũng chụp hình để làm kỷ niệm. Còn mình thì chắc chắn là không bỏ qua rồi, phải chụp vài tấm thôi. Kế tiếp thì cả đoàn di chuyển đến Sapa. Đây, hiện giờ mình đang có mặt ở Sapa và chuẩn bị nhận phòng. Đây là khách sạn của mình đây, Sapa Highland Resort. Xin mời các bạn lên xem phòng nhé.
theo lịch trình kế tiếp, đoàn sẽ đi thăm bản Cát Cát. Sa Pa khí hậu rất là mát, chạy dọc theo đường xuống Sa Pa, cảnh đồi núi rất là đẹp và hùng vĩ. Tai nghe không bằng mắt thấy, nhìn cho biết đó. Đây là đường đi xuống bản Cát Cát, xin mời các bạn đi theo chúng tôi nhé. Ở đây có rất nhiều trẻ em người Hơ Mông theo khách du lịch để sinh, nhưng chính quyền địa phương khuyến khích khách du lịch là không nên cho tiền trẻ em vì sợ chúng sẽ bỏ học mà đi sinh. Em bé ở nhà nữa hả? Úi dồi, mai em bé ở nhà thì ok. Chúng ta đã đến nơi rồi, xin mời các bạn hãy chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên của bản Cát Cát nhé. We'll be right back.
cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với mình đi trải nghiệm bản Cát Cát ở Lào Cai, Sapa. Và bây giờ đoàn quay trở về khách sạn để dùng cơm tối. Rồi, đây là bữa ăn thứ hai và cũng là ngày thứ nhất. Ngày thứ nhất mà bữa ăn thứ hai gồm có thêm fry, măng, cái này gì đây? Hến, sợ nghiêu hến, xá lạc, cơm trắng, rồi thịt, mấy bi rồi thịt gà xào rồi. Xem cái này gì đây? Súp. Súp gì đây? Canh chua súp, súp canh chua. Rau muống là nguồn gốc. Sẽ đến đây. Rau muống là không bao giờ thiếu hết. Đây, dưới rau muống xào tỏi rất là to. Rau này là rau su su ạ. Rau su su, nhưng mà rau muống. Su su xào. Rồi. Các món ăn đã sẵn sàng rồi, xin mời các bạn dùng buổi tối. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyến đi du lịch Sapa của mình. Thân ái chào.